Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ câu số 8. Thì trong ngày hôm nay thì mình đã xuất hiện ở trong video này để có thể chia sẻ và mang đến cho anh em những cái thông tin hữu ích cùng diễn biến của thị trường đã xảy ra trong vài ngày qua như thế nào nha. Ok, vậy mình sẽ không có dài dòng nữa mà mình sẽ đi thẳng trực tiếp vào cái nội dung mà mình muốn truyền tải đến cho anh em ngày hôm nay. Và ở trong nội dung ngày hôm nay ấy, thì mình cũng muốn lưu ý với anh em một điều rằng là những cái đưa ra những cái phân tích đưa ra nhận định của mình là hoàn toàn dựa trên quan điểm cá nhân của mình, bởi những cái thông tin mình đã chắt lọc được cùng với những cái xu hướng mà mình cảm nhận được nó sẽ xảy ra trong sắp tới, chứ đây không phải hoàn toàn là một cái lời khuyên kêu gọi đầu tư gì cả. Cho nên anh em hãy xem đây là những thông tin để cho mình tham khảo thôi, chứ không phải là cái quyết định đầu tư mình muốn mang đến cho anh em ha. Vì vậy anh em nên nên cẩn trọng về cái vấn đề này. Tại vì là sao? Tại vì là trong hầu hết những cái video của mình thì mình chỉ giữ đúng một cái quan điểm, chứ mình không hề đi nước đôi rằng là nếu Bitcoin lên, nếu Bitcoin xuống. Vì thật sự là cái quan điểm của mình được trải ra trong suốt các video của mình là hoàn toàn là mình là một người rất 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 là bullish trong năm nay đối với Bitcoin. Vì cái quan điểm của mình á, cái góc nhìn của mình là mình hoàn toàn đi theo thị trường và đi với Bitcoin trong dài hạn, chứ không phải là trong thời gian ngắn hạn ha. Cho nên anh em hãy suy nghĩ kỹ về những vấn đề này trước khi mình đưa ra quyết định đầu tư cho cá nhân của mình. Ok. Vậy thì cái thông tin đầu tiên mà mình muốn mang đến cho anh em á, tức là vào ngày hôm qua thì hai nhân vật này cũng là hai nhân vật khá là nổi tiếng ở trong thế giới crypto rồi, đó chính là bà Elizabeth Warren và Gary Gensler ha. Thì bà Warren này á, bà là một thượng nghị sĩ ở bên Hoa Kỳ. Thì bà này bà rất là có những cái quan điểm, tức là những cái quan điểm đối lập đối với Bitcoin, và hầu như bà không thích Bitcoin. Còn Gary Gensler là chủ tịch của Fed mới đây ha anh em. Thì á, trong ngày hôm qua thì hai người này á, họ đã nói rằng là ok, bây giờ Coinbase, sàn Coinbase là chúng tôi đã hoàn toàn đưa ông vào cái tầm nhắm của chúng tôi rồi. Tại sao? Tại vì nếu mà anh em muốn tìm hiểu kỹ về những cái sự kiện xảy ra xung quanh sàn Coinbase á, thì anh em có thể tìm lại những video cái video đợt trước của mình có nói rõ về cái vấn đề này á, thì mình sẽ để đường link bên dưới để cho anh em theo dõi ha. Thì á, cái vấn đề mà tại sao bây giờ họ lại bắt đầu họ nhắm và cái thị trường crypto này và đơn cử một cái đại diện sáng giá nhất chính là Coinbase, thì họ giải thích rằng á là tại vì cái đợt sập vừa qua của Bitcoin á, thì cái đêm đó thì mình cũng đã chia sẻ ở trong video đợt trước cho anh em rồi. Thì họ nói rằng là sao? Họ nói rằng là khi mà giá Bitcoin crash như vậy một cách rất là nhanh và đã khiến hàng tỷ đô bị thanh lý như vậy, vì vậy cái thị trường này là một cái thị trường nó rất là rủi ro và nó không có bền vững, nó sẽ gây ra một cái mối hiểm họa rất là lớn đối với các nhà đầu tư ha. Thì sau đó thì họ có đưa ra rằng á là sàn Coinbase cũng đã lọt vào tầm ngắm của chúng tôi. Tại vì sao? Tại vì sàn Coinbase là đã là một sàn tiên phong của crypto được đưa lên, được niêm yết trên sàn chứng khoán rồi, nhưng mà họ vẫn cho giao dịch và niêm yết các token được xem là chứng khoán, nó không có đúng luật. Đó thì nó xảy ra xung quanh cái sự kiện đợt trước mình đã chia sẻ đến cho anh em. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình á, thì mình cảm thấy rằng là mình phải dùng một cái từ sao ta, tức là những cái lập luận này nó rất là vớ vẩn á anh em. Tại sao? Tại vì nếu mà bà Elizabeth Warren bà nói rằng là những cái cú crash của Bitcoin như vậy, nó thanh lý hàng tỷ đô la như vậy, nó thanh lý tổng vốn hóa thị trường như vậy, vậy thì mình sẽ cho anh em xem một cái dẫn chứng. Tức là sao? Tức là anh em thấy không, tại sao đến bây giờ họ mới can thiệp vào cái vấn đề này, trong khi á, ngày 19 tháng 5 thì anh em cũng biết đúng không, một cú crash rất là dài của Bitcoin, và không chỉ riêng ngày 19 tháng 5 đâu, thậm chí trong quá khứ nó cũng đã có những cái cú crash như vậy, và cái biên độ dao động của nó rất là mạnh anh em. Đó mà bà đưa ra rằng là ok, cái đợt thanh lý vừa rồi làm khiến chúng tôi lo ngại, khiến chúng tôi quan ngại. Vậy thì tại sao ngày 19 tháng 5 đó anh em thấy không, từ 2.400 tỷ đô la nó xuống còn khoảng là 1.300 tỷ đô la mà thôi. Đó, vậy thì tại sao lúc đó các người không vào, các người mổ xẻ đi, các người không vào, các người lo lắng đi, mà tại sao đến thời điểm hiện tại các người lại đưa ra một cái dẫn chứng nó mới đây như vậy? Thực sự mình cảm thấy đây chỉ là một cái cớ thôi anh em. Đó, và Gary Gensler ông đã từng tuyên bố rằng là sao, là khi ông nhậm chức tân chủ tịch của Fed đó anh em, thì ông nói rằng là tôi muốn mang đến cho crypto một cái phương thức nó mới hơn, bằng cách là chúng tôi sẽ nâng cao cái tầm bảo vệ đối với các nhà đầu tư crypto so với các nhà đầu tư chứng khoán. Những nhà đầu tư crypto phải được hưởng lợi một cách cao hơn và có thể ngang bằng với những cái gì, với những cái lợi ích mà các nhà đầu tư chứng khoán được hưởng. Đó, nhưng mà thế thế tại sao bây giờ ông lại nhắm vào Coinbase đúng không? Bà Warren thì nói rằng là mới đây, nhưng mà không suy xét lại những cái cú crash
quá khứ của Bitcoin, điển hình là ngày 19 tháng 5. Ông thì lại nói rằng là Coinbase lại niêm yết tất cả chứng khoán không có đăng ký và nhiều vấn đề sau đó nữa. Ủa vậy tại sao lúc mà Coinbase niêm yết từ hồi tháng 4 cơ, tại sao ông lại không chen ngang và để mà ông nói về cái vấn đề này đi, để cho đến hiện tại khi mà cái thị trường nó đang dần dần nó tích lũy đủ rồi, nó tăng trưởng đủ rồi, và những cái công ty như là Coinbase, như là Binance, nó đang dần dần nó tiến đến một cái bước phát triển cao hơn rồi, thì các vị lại nhảy vào cái việc mổ xẻ vấn đề này. Thì thực sự mình cảm thấy vấn đề này nó rất là vớ vẩn và vô lý, và nó chỉ là cái cớ để mà các người vào, các người sâu xé nó hay sao đó. Và cái này thì mình không có chỉ trích nha, nhưng mà theo cá nhân của mình thì chắc hẳn những người này cũng đang nắm giữ một phần gì đó tiền mã hóa, thậm chí là Bitcoin chẳng hạn, và họ đang cố gắng tạo ra một cái gì đó, một cái rào cản lớn để nhảy vào thị trường để mà họ có thể gom sau đó chẳng hạn, y chang những cái ông lớn khác. Như là anh em có thể thấy rằng là lúc trước có một cái ông ở trong, gọi là ông là từng là cố vấn nghiên cứu về những cái mạng lưới, về những cái mạng blockchain, cũng như là những cái chống những cái hacker mà hack vào Nhà Trắng đó anh em. Đó thì ông là cố vấn cho tổng thống Joe Biden đó. Thì té ra khi mà ổng đi ổng sao kê, cái vấn đề sao kê chắc anh em cũng biết những ngày qua đúng không, thì ổng đi ổng sao kê bên Mỹ á, thì lại lòi ra là ổng đang sở hữu tới 1 triệu USD Bitcoin. Rất là kinh khủng đúng không? Vậy thì cái này nó chỉ là cái cớ thôi, và mình cảm thấy như là cả thị trường tiền mã hóa cũng như là Bitcoin đã chịu quá nhiều những cái tin tức như thế này rồi, và dần dần mình cảm thấy quen, nó cũng chả có tác động gì cả đối với thị trường cả. Và đặc biệt là đối với những cái sàn giao dịch lớn hiện tại, như anh em thấy hết Binance rồi tới Coinbase rồi sẽ tới sàn nào nữa đây, thì nó cũng giống như những cái sự kiện Trung Quốc trước đây mà thôi đúng không? Hết Trung Quốc làm cái này, hết Trung Quốc làm cái kia, rồi bây giờ bắt đầu tới sàn giao dịch, rồi thậm chí vào ngày hôm qua thì họ còn nhắm cả Gary Gensler và cả Elizabeth Warren, thì họ còn nhắm tới mạng DeFi nữa cơ đó. Và điển hình là anh em thấy vào khoảng 1-2 tuần trước thì họ nhắm đến Uniswap với một lý do cũng rất là tương tự, là ok anh cho giao dịch và niêm yết những token được xem là chứng khoán đó. Thì mình cảm thấy như là những cái này nó đã quá quen rồi, và nó không có ảnh hưởng nặng nề lắm đối với những nhà đầu tư dài hạn và những người họ đã tin tưởng vào trong cái thị trường này, cũng như là cái sức tăng trưởng của Bitcoin trong tương lai đó anh em. Thì bên cạnh cái tin tức này thì anh em thấy cái sự phản ứng của những cái ông lớn, những cái mập ra sao, thì anh em thấy đó, các ông cứ thắt chặt quản lý đi, các ông cứ gây gắt đi, nhưng mà đối với tôi đó, Michael Saylor, CEO của MicroStrategy, thì tôi vẫn mua thêm Bitcoin mà thôi. Thì vào ngày 13 tháng 9 anh em, thì ông đã thông báo rằng là MicroStrategy sẽ mua thêm khoảng là 5.050 Bitcoin, tương đương với 242 triệu đô ha anh em, để nâng cái mức tích lũy của công ty lên. Và hiện tại á, thì bên phía MicroStrategy thì họ đã nắm giữ một cái con số rất rất là cao, đó chính là 114.042 Bitcoin ha. Và cái mức giá DCA, mức giá trung bình của họ mua vào là 27.713 USD cho một Bitcoin đó. Và trước cái động thái mà khi mà bên phía SEC cũng như là bên phía những cái thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ, các nhà lập pháp của Hoa Kỳ, họ gây một cái áp lực rất là gắt gao như vậy, thì bên phía Coinbase họ đã có một cái phản ứng đáp trả cũng không kém đâu. Tức là họ thông báo rằng là chúng tôi sẽ phát hành là 1,5 tỷ đô la trái phiếu ha, mức huy động vốn của họ đó, để họ có thể tăng cái số tiền để mà họ giải quyết những cái vấn đề trong tương lai, có thể là tăng trưởng bành trướng hơn trong tương lai, cũng có thể là một khoản dự phòng rủi ro để đề phòng khi mà thị trường gặp bất trắc như gì đó, thì họ cũng sẽ có một cái số tiền đó để mà họ xoay sở ha. Thì cái động thái này á, thì mình suy nghĩ rằng là cái động thái này nó hoàn toàn tương tự với cái động thái mà trước đây anh em nhớ không, khi mà MicroStrategy họ huy động khoảng là 1 tỷ đô đó, họ nói là họ sẽ huy động 1 tỷ đô trái phiếu để mà họ dồn hết toàn lực để đẩy mạnh, để mà mua Bitcoin. Thì mình không biết rằng là cái huy động này của Coinbase thì họ sẽ dùng cái số tiền này có mua Bitcoin hay không, có bổ sung vào cái số lượng tiền mã hóa họ đang nắm giữ hay không. Nhưng mà có nhiều dữ kiện cho mình thấy rằng là rất có thể một phần ở trong cái đợt huy động này thì họ sẽ dùng để có thể tích lũy thêm tiền mã hóa. Tại vì anh em biết rằng là trong tháng trước thì Coinbase họ nói rằng là họ sẽ chia ra khoảng là 1 tỷ đô là 500 triệu USD đó, để mà họ bổ sung tiền mã hóa vào cái bản cân đối kế toán của họ đó. Và họ cũng đã tích lũy khoảng là 4,4 tỷ đô la vào trong cái ngân khố của họ để mà họ có thể dự phòng những cái tình huống, những cái trường hợp bất trắc có thể xảy ra trong tương lai ha. Đó thì mình rất là hy vọng rằng cái đợt huy động, cái đợt phát hành trái phiếu này á, huy động vốn này của họ, thì họ sẽ thực hiện một phần đó để cho họ tích lũy thêm tiền mã hóa
Đó, vậy thì anh em có hình dung một cái bức tranh rõ ràng, tức là ok, các nhà pháp lý càng làm gay gắt thì thị trường của chúng ta sẽ càng bùng nổ và phát triển mà thôi. Đó. Thì và tiếp theo đó, ở video đợt trước mình có nói với anh em rằng á, là khi mà Nga đó họ đưa ra những cái tuyên bố như vậy cũng là một phần mà mình suy nghĩ rằng là đó là những cái lý giải để mà thúc đẩy, để mà tác động đến một cái cú crash Bitcoin như vậy á. Thì trong tuần qua thì mình cũng đã thấy được rằng là Ukraine là họ là một cái quốc gia tiếp theo, họ tiếp bước El Salvador để mà họ chấp nhận Bitcoin. Nhưng mà cái phương thức này nó khác với El Salvador nha anh em, tức là Ukraine họ chưa tiến đến là chấp nhận Bitcoin là một phương thức thanh một cái loại tiền tệ hợp pháp tại quốc gia của họ. Nhưng mà họ cho phép rằng là những người dân trong đất nước Ukraine có thể tự do thanh toán Bitcoin và Ethereum. Thì đây là một cái bước tiến đáng kể tiếp theo đối với thị trường tiền mã hóa của chúng ta, khi mà chúng ta có một quốc gia như là một quốc gia tương đối lớn ở trên thế giới và ở châu Âu nữa, họ chấp nhận một cái vấn đề này. El Salvador là ở châu Mỹ đúng không? Ukraine là ở châu Âu. Vậy thì anh em có thấy được rằng là cái quốc gia Ukraine này á, đây là một quốc gia nó có một cái mức xung đột rất là lớn đối với Nga ha. Tại vì anh em nào mà theo dõi tình hình chính trị kinh tế nhiều á thì anh em sẽ thấy là đây là một cái điểm rất là tranh chấp giữa Nga và Mỹ ha. Đó, dường như đây là một trong những cái quốc gia mà điểm nóng luôn á, điểm nóng về mặt quân sự cũng như về mặt kinh tế. Nhưng mà họ đã khẳng định rằng là ok, nếu mà ông Nga đúng không, ông Nga ông nói về Bitcoin như vậy thì bây giờ tôi chấp nhận luôn. Thì anh em thấy rằng là cái sự chuyển biến, cái sự cạnh tranh của những quốc gia đối với Bitcoin dần dần nó đã lên một cái mức mới rồi, và nó mở rộng cái cuộc chơi của chúng ta hơn rất là nhiều ha. Vậy thì sao? Vậy thì á, mình muốn đưa cho anh em đến một cái câu chuyện khác để mà anh em có thể hình dung là chúng ta đang ở thời điểm nào và thời điểm hiện tại, để mà chúng ta có thể nghĩ về một cái xu hướng nó dài hơn trong tương lai, trong năm 2022 cũng như là năm 2023, và rất có thể khi mà trong 4-5 năm nữa chúng ta sẽ như thế nào. Vậy thì anh em thấy á, để mình ấy là cái chart này thì nó bị dính quảng cáo đây. Vậy thì anh em thấy được rằng á là sao, là hiện tại chúng ta đang ở đây đúng không, chúng ta đang ở một cái mức tăng trưởng trong năm nay nó khá là lớn so với những năm trước. Thì mình muốn đưa anh em về một cái bức tranh là vào cuối năm 2017 đó anh em. Cuối năm 2017 thì lúc đó nếu anh em nào tham gia thị trường vào năm 2017 á, thì anh em thấy được một rằng là cuối giai đoạn năm 2017 thì Bitcoin rất là bùng nổ ha. Bitcoin cực kỳ bùng nổ luôn. Đó, và nó đi một phát lên hẳn là tầm khoảng mức là gần 20.000 đô. Thì lúc đó Bitcoin nó dường như nó kéo cả thị trường đi lên. Và anh em nào tham gia vào thời điểm đó, anh em cũng thấy một cái điểm rằng là vào cuối năm đó thì tất cả những cái đồng coin top, những altcoin thì nó bùng nổ rất rất là mạnh mẽ. Di chuyển cho đến tháng 1 năm 2018 thì đồng Ripple tăng trưởng rất 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 là mạnh mẽ, và sau đó chúng ta đi vào một kỳ ngủ đông dài hạn ha. Và điều này á nó lại dính quảng cáo rồi. Và điều này á, mình xét đến một chỉ số tiếp theo, tức là chỉ số Bitcoin Dominance, tức là cái chỉ số này nó biểu hiện cái thị phần của Bitcoin đối với toàn bộ thị trường nó như thế nào. Thì anh em thấy á, vào cuối năm 2017 đầu năm 2018 á, thì Bitcoin Dominance nó rơi vào khoảng tầm nó đã giảm và nó rơi vào khoảng thấp là 35 ha. Chỉ số đạt 35. Và hiện tại chúng ta đang ở khoảng là 41. Đó, và cái xu hướng nó vẫn tiếp tục giảm, xu hướng hiện tại của chúng ta vẫn tiếp tục giảm. Vậy thì rất nhiều người lo ngại rằng là nếu mà chúng ta tiếp tục với cái diễn biến hiện tại, chúng ta đi vào cuối năm, chúng ta sẽ giảm tương tự với cuối năm 2017. Vậy thì tiếp đến năm 2022, chúng ta có đi vào một kỳ ngủ đông crypto hay không? Đó, vì hiện tại anh em thấy tất cả những đồng coin top đều boom rất là mạnh. Đó, và những cái đồng coin mà cổ xưa lúc trước năm 2017 á, nó cũng đã rụt rịch rồi, nó cũng đã rụt rịch, nó bơm rất là mạnh rồi. Điển hình mình cho anh em thấy á, là những cái nền tảng cổ xưa như là về Cosmos nè, Adam nè, về Texas nè, đó nó cũng đã rụt rịch, nó bơm rồi. Và cái điều này nó hoàn toàn nó diễn ra một cái bức tranh tương tự với năm 2017, là tất cả những đồng coin top nó đều bắt đầu nó rụt rịch, nó bơm, và sau đó chúng ta đi vào một kỳ ngủ đông dài hạn đúng không. Nhưng mà mình sẽ cho anh em thấy một cái thông tin rất rất là thú vị mà mình muốn chia sẻ ngay tại đây cho anh em. Tức là chúng ta, trước khi chúng ta suy xét đến tình huống đó, thì chúng ta hãy đi vào một cái dữ liệu so sánh khác. Ở trên màn hình của mình đây á, thì mình đang cho anh em thấy rằng là đây là một dữ liệu
của sức phát triển của Internet vào những năm mà nó mới được cho ra mắt ha. Thì Internet anh em, thì nó đã được khởi động, nó được tạo lập không phải là năm 1983 đâu, nhưng mà nó đã được mầm, nó đã được phải nói là sao ta, phải nói nó đã được đặt cái nền móng sáng tạo vào năm 1960 rồi. Nhưng mà đến năm 1983 thì nó mới hoàn toàn là phổ biến ra và nó chỉnh chu hơn. Thì cái mốc thời gian vào năm 1983 anh em tới năm 1990 thì hầu như vào thời điểm đó cái sự áp dụng và cái số lượng người sử dụng Internet hầu như là nó bằng không. Đó, và đến năm 1995 đó thì nó mới bắt đầu có những cái bước tiến triển đầu tiên ha anh em. Thì ở trên cái bảng thống kê này mình cho anh em thấy rằng là đó 16 triệu, 36 triệu, 70 triệu ha. Nhưng mà đến năm 2000 đó, thì nó là 361 triệu. Nhưng mà có một chi tiết rằng là đến năm 2005 đó anh em thì con số người sử dụng Internet là đã đạt 1 tỷ rồi. Đúng không? Và theo số liệu thống kê mới nhất trong năm nay nè, năm 2021 nè, trên thế giới của chúng ta đang hiện tại là có 7,84 tỷ người và con số sử dụng Internet đến năm 2021 nó là 4,82 tỷ người ha anh em. Nó hơn 1/2 tổng số dân trên toàn thế giới ha. Đó thì anh em thấy cái sức bật kinh khủng của Internet hồi đó là như thế nào. Và có một cái điểm chung tại sao mình lại sử dụng một cái thông tin nó thú vị như thế này. Tại vì là nó dường như là nó có một cái mức tương đồng anh em. Vào cái thời điểm khi mà Internet được lập ra, được đưa ra thì hầu như nó bị chế giễu rất là nhiều và mọi người dường như không tin vào cái sự adoption, cái sự mà tiến triển vượt bậc của nó trong tương lai. Nhưng mà kết quả thời điểm hiện tại chúng ta đã thấy là nó đã phát triển một cách kinh khủng như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy tiếp đến một cái dữ liệu tiếp theo đi. Đó, cái dữ liệu này sẽ cho anh em thấy được rằng là dường như là cái sự phát triển, cái sự adoption, cái sự áp dụng của Internet từ những cái năm đầu tiên của nó cho đến thời điểm hiện tại, nó dường như nó đang đi theo một cái quỹ đạo tương đương với sự phát triển về giá của Bitcoin. Và một điểm lợi thế mình muốn chia sẻ cho anh em là hiện tại cái sự phát triển của Bitcoin của chúng ta nó không phải là một sự phát triển đơn lẻ. Nếu như Internet ngày đó nó là một sự phát triển đơn lẻ thì hiện tại Bitcoin của chúng ta được sự hậu thuẫn rất nhiều từ Internet, đúng không anh em? Đó là một điểm lợi thế của Bitcoin tại thời điểm hiện tại. Vậy thì khi mà cái sự áp dụng của Bitcoin nó tại thời điểm hiện tại nó rất là nhỏ anh em, nó rất là nhỏ. Và theo thống kê tại năm 2021 thì nó thì chỉ có 2% số dân trên thế giới đang sử dụng Bitcoin mà thôi. Đó, đang sở hữu Bitcoin mà thôi. Thì đối với cái biểu đồ tăng trưởng theo một cái tỷ lệ thuận giữa hai cái chỉ số này thì chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng là trong tương lai khi mà Bitcoin, giá của Bitcoin đi theo một cái tỷ lệ thuận theo biểu đồ này thì Bitcoin có thể đạt đến mức giá như thế nào. Thì cái điều đó là cái điều mình, một cái dữ liệu mình hoàn toàn có thể đưa vào cái danh sách theo dõi của mình, và mình cũng có thể hoàn toàn thêm một điểm cộng cho cái sự tin tưởng và Bitcoin cũng như thị trường tiền mã hóa trong tương lai ha. Nếu như anh em nhìn vào cái biểu đồ này thì anh em thấy rằng là nếu mà đi đúng theo như vậy thì giá của Bitcoin nó sẽ đạt tới mức rất là khổng lồ ha. Vậy thì chúng ta quay lại một cái câu chuyện rằng là một cái bức tranh tương tự như cuối năm 2017 khi mà các đồng coin đang, cái đồng coin top đang boom và đại, và chủ yếu là đại diện các đồng coin năm xưa nó đã dần dần nó rụt rịch rồi. Vậy thì mình cũng muốn chia sẻ đến cho anh em rằng là những đồng coin nào mà chúng ta nên chú ý khi mà chúng ta so sánh về cái bức tranh năm 2017, cuối năm 2017 ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với Cosmos Adam đi. Thì anh em thấy rằng là đây là một trong những cái đồng coin đã tăng trưởng rất là mạnh trong thời gian vừa qua ha. Và dường như là nó bất chấp xu hướng của BTC luôn. Đó, thì đây cũng là một cái case mà anh em có thể lưu ý trong thời gian sắp tới. Vì bây giờ mình thấy rằng là cái sức phát triển của Adam họ không phải là một cái đột nhiên họ tăng trưởng như vậy đâu. Mà nếu anh em nào á, là fan của Adam á, thì anh em sẽ thấy rằng là vào đầu năm 2021 cũng như là nửa năm 2021 trở về trước á, thì Adam họ đã chuẩn bị một cách rất là kỹ lưỡng về cái nền tảng của họ, cũng như là họ tích hợp nhiều cái tính năng mới ha. Và đó cũng là một điểm cộng dành cho các đồng coin mà dường như là mình thường hay gọi là những đồng coin ông già đó. Đó, thì cái xu hướng hiện tại của mọi người bây giờ là mọi người đều thích những đồng coin mới, những đồng coin mà non trẻ, tại vì họ rất là năng động trong cái vấn đề phát triển của họ. Như là anh em thấy là đầu tiên có thể kể đến là Sol nè, Solana nè, tiếp theo là Avax nè, tiếp theo là Near nè, thì những đồng đó nó đã bay rất là mạnh rồi. Nhưng mà vậy thì thế hệ cũ của những ông già này thì sao? Đó, thì những ông già này đã có một
cũng đã có một cái sự gọi là sự mình hay gọi đó là sự chuyển mình và thích nghi đó đó. Nhưng mà vào cái thời điểm đó thì những ông già này đã nhường đất diễn cho những cái thế hệ trẻ tiếp theo rồi. Nhưng mà sau khi mà họ đã xây dựng đủ rồi, họ chuẩn bị đủ rồi, họ thích nghi đủ rồi, thì bây giờ chính là thời cơ của họ, và nó hoàn toàn tương tự với bức tranh cuối năm 2017 ha anh em. Thì đầu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em chính là đồng coin Cosmos Adam ha. Tiếp theo là một đồng coin mà đã vào ngày hôm qua, vào tuần qua luôn, cũng đã tăng trưởng khá là mạnh mẽ bất chấp xu hướng của BTC, đó chính là Texas ha. Đó thì anh em thấy nè, nó tương tự như vậy thôi. Nó tương tự vào cuối năm 2017, Texas đã đi một phát từ 2,2 đô lên tới khoảng là mức mức ETH của Texas là khoảng là 10,5 đô. Và hiện tại đó, Texas cũng đi một cái quy trình đó tương tự như vậy. Và vào quý 4 năm 2021 nè, và cuối năm nay nè, thì mình nghĩ rằng là Texas cũng sẽ là một cái đồng coin để mà anh em có thể đưa vào trong cái watchlist của mình ha. Tiếp theo là một ông già đã ngủ quên cá lâu rồi, và mình thực sự kỳ vọng vào vào đồng này, đó chính là Dash. Đây anh em có thể thấy rằng là cũng tương tự như vậy thôi. Đó. Vào cuối năm 2017 ha, Dash ở khoảng là 258 đô, pum một phát một lên khoảng là ôi kinh khủng quá, khoảng 1.000 rưỡi đô anh em. Đó thì hiện tại sau khi pump như vậy thì đi vào chu kỳ ngủ đông nè, thì Dash dường như là đã rơi vào cái chu kỳ ngủ đông và hiện tại vẫn đang tích lũy ở vùng này khá là lâu rồi đó. Và hiện tại Dash đang dao động ở khoảng là 204 đô đó. Và điều gì sẽ đến khi mà quý 4 của chúng ta những ông già này thực sự trở lại, thì anh em có thể đã có một cái câu trả lời giống như mình rồi. Thì đây cũng là một cái đồng coin tiềm năng mà mình đưa vào để cho anh em có thể theo dõi cũng như là có thể nghiên cứu sâu hơn về Dash. Một cái điểm cộng dành cho Dash tức là mặc dù đây là một cái đồng coin rất là tiềm năng và dù như là thuộc thế hệ cũ, nhưng mà anh em nào á mà có theo dõi về Dash, anh em thấy là những cái kênh truyền thông của họ như là Twitter nè hay là Telegram nè, thì đội ngũ phát triển của Dash vẫn rất là năng động ha, vẫn rất hầu như là hàng ngày luôn họ đều có những cái thông tin cập nhật mới cho anh em. Và một điểm lưu ý khác tức là nếu anh em thấy á, là những cái tổ chức lớn, những cái cửa hàng bán lẻ, những cái công ty mà họ chấp nhận thanh toán bằng crypto á, thì thường thường nó sẽ có 5 cái đồng sau nha. Ngoài Bitcoin và Ethereum thì chúng ta có gì ạ? Chúng ta có Dash, chúng ta có Litecoin và chúng ta có Bitcoin Cash là BCH ha. Ok. Đó thì đây cũng là một cái gã khổng lồ mà mình nghĩ rằng là đã ngủ quá là lâu rồi và có thể tăng trưởng trong tương lai. Cuối năm nay có thể đem lại một số điều bất ngờ đến cho anh em. Vậy thì hồi nãy mình có nói về Litecoin đúng không? Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bỏ qua một cái sự kiện. Thì Litecoin nó đã di chuyển từ 173 đô đến khoảng là 240 đô. Đây hình như là đúng không? 1 giờ để mình mở video 1 giờ. Đúng rồi. Đây. Đây mới đúng đây. 173 đô đến 240 đô chỉ trong 1 giờ mà thôi. Thì cái sự kiện này là một cái sự kiện khá là hy hữu dành cho những anh em nào mà đã thoát tim trong vài ngày qua, đó chính là cửa hàng bán lẻ dường như là lớn nhất của thế giới rồi, và công ty một tập đoàn một công ty có doanh thu cao nhất thế giới luôn, đó chính là Walmart ha. Thì họ đưa ra một cái thông tin rằng là họ sẽ chấp nhận thanh toán bằng Litecoin. Thì cái sự kiện này mình nghĩ là chắc nhiều anh em cũng cũng hú vía về cái sự kiện này, và cũng hú vía về cái sự kiện này. Tại vì sao? Tại vì là sau khi mà họ đưa ra cái thông tin như vậy á, thì chỉ khoảng là 1 tiếng 1 giờ sau thì họ bác bỏ cái thông tin đó và họ nói rằng cái thông tin đó là cái thông tin fake ha, thông tin giả. Nhưng mà bên phía trang chủ của Litecoin á, thì họ nói rằng là cái thông tin này lại là cái thông tin thật và đăng lên hầu như là đăng lên tất cả những phương tiện truyền thông, những cái tờ báo uy tín trên toàn thế giới để mà củng cố cái thông tin này. Thì sau đó thì cuối cùng thì đến thời điểm hiện tại thì cái thông tin này nó đã được chứng minh rằng là thông tin này là thông tin giả. Và cái sự kiện và tại sao cái thông tin giả này lại được bên phía đội ngũ Litecoin họ đưa lên cái trang chủ chính thức của mình, là tại vì đó, tại vì có nhiều cái kẻ chủ mưu ở đằng sau, họ muốn tạo một cái tin tức fake tác động đến toàn thị trường để mà họ có thể thực hiện những cái trò pump and dump của họ, những cái âm mưu mà để là nhằm nhằm tăng giá đó anh em. Thì á, khi mà họ leak cái này ra thì những cái trang báo, những cái thông tin truyền thông lớn trên toàn thế giới họ liên tục đưa tin như vậy, thì bên phía đội ngũ của Litecoin á, họ cũng hoàn toàn bất ngờ về cái vấn đề này và họ cũng đưa tin theo luôn. Họ không hoàn toàn có một cái sự kiểm duyệt kỹ lưỡng về cái vấn đề này, vì thế nó gây ra một cái
nó gây ra một cái cơn sóng nhất thời như vậy mà thôi. Đó, thì đây là một trong những cái trường hợp điển hình mà anh em có thể bổ sung vào những cái kinh nghiệm của mình trong trong thời điểm hiện tại ha, cũng như là trong tương lai, để mình có thể mình hạn chế đánh future margin ở những cái trường hợp như thế này. Vì những cái trường hợp như thế này á, thì chúng ta sẽ phản ứng không kịp và dường như là tài khoản sẽ bị cháy. Đó, và đây hồi nãy mình nói nhầm một tí, và đây mình muốn đưa đến cho anh em một cái thông tin tiếp theo, đó chính là về đồng cover này. Thì anh em thấy đó, đây trong vòng 1 giờ, ok, cái này thì đúng là trong vòng 1 giờ rồi. Thì trong vòng 1 giờ thì cover đã tăng từ khoảng là 150 đô lên khoảng là 458 đô. Thì đây là cũng là một cái trường hợp là điển hình rất là thú vị thôi, tại vì mình muốn chia sẻ cho anh em thôi. Tại vì sao? Tại vì là cover đó, anh em biết là trong tuần trước thì cover họ, cái đội ngũ phát triển của cover thì họ nói rằng là họ hoàn toàn bỏ dự án thôi. Họ bỏ dự án tại vì anh em cũng theo dõi khá lâu cái đồng cover này á, thì đây là một cái đồng mà nó gặp rất nhiều cái drama trong quá khứ, như là về bị hack nè, hoặc là về bị tấn công, về những cái trường hợp khác. Và đội ngũ phát triển của họ là họ nói là chúng tôi sẽ bỏ dự án, chúng tôi không làm nữa. Đó, nhưng mà tại sao nó lại có một cái cú tăng như vậy thì mình không giải thích được, ngoài một cái lý do mình muốn đưa đến cho anh em, đó chính là bị làm giá mà thôi. Đó, thì đây cũng là một cái trường hợp điển hình để mà cho anh em có thể tránh ra những cái trường hợp như thế này, để mà chúng ta có thể an toàn hơn trong những cái khoản đầu tư của mình ha. Và một thông tin cuối cùng mà mình muốn gửi đến cho anh em trước khi video này kết thúc, tại vì mình cũng cảm thấy video này nó khá là dài rồi á, thì dường như trong vài ngày qua thì chúng ta đã có một cái sự trở lại của DeFi ha anh em. Đây, anh em thấy không, những mã DeFi nó tăng rất là mạnh ha. Đây, và đây cũng là một cái trường hợp mà anh em có thể chú ý đến trong từ đây đến cuối năm về những cái mảng DeFi này. Thì mình cũng xin giới thiệu cho anh em là anh em có thể truy cập vào trang DeFi Llama để mà mình có thể theo dõi những cái chỉ số liên quan đến DeFi ha. Thì hiện tại á, tổng giá trị bị khóa của DeFi nó lên tới 172 tỷ rồi. Thì đây là một con số đối với mình là một con số nó không phải là ấn tượng nữa, mà nó là một con số thần kỳ đối với DeFi. Tại vì á, vào ngày 19 tháng 5 đó anh em, thì DeFi á, nó đã rớt một cách rất là thê thảm trước cái sự sụt giảm của Bitcoin ha. Và trước đó nữa thì nó rất là nhanh thôi, thì ngay khi DeFi nó phá vỡ cái mức gọi là 100 tỷ USD á, để mà nó đưa cái tổng vốn hóa của mặt trận DeFi lên ngang bằng với ngân hàng thứ 40 của Hoa Kỳ, đó chính là BBVA ha. Thì ngay sau đó nó phải chịu một cái cú sốc như vậy, nó tụt hẳn xuống còn khoảng 80 mấy 90 mấy tỷ đô đó. Nhưng mà anh em thấy cái sự phục hồi của DeFi rất là nhanh, chỉ trong vòng tầm 2 3 tháng thôi, nó đã x2 rồi. Lấy hai từ cái khoản đó, và hiện tại nó đang leo lên ngưỡng là 200 tỷ đô ha. Và cái điều này nó cũng thúc đẩy những cái nền tảng DeFi phát triển rất là vượt trội ha. Như là anh em thấy là trong thời gian vừa qua chúng ta có những nền tảng DeFi mới, như là AVAX nè, đó như là Solana nè, đó như là hoặc là những cái con gen ở bên Polygon Matic á. Thì ở đây anh em có thể thấy mình vào đây nè, mình vào chain nè, thì mình sẽ thấy được là những cái hệ sinh thái DeFi nào nó đang phát triển ha. Ở đây anh em có thể thấy toàn bộ đầy đủ ở trong đây. Và đây cũng là một cái nơi để mà anh em có thể tìm kiếm được những con gem ở trong DeFi của mình. Như bây giờ mình sẽ click thử nha. Ví dụ như mình click thử vào một hệ sinh thái Avalanche đi, thì mình sẽ thấy rằng ở đây trong hệ sinh thái Avalanche nó sẽ có những cái con gem như thế này. Và mình vào đây để mình đọc về dự án, mình tìm hiểu về dự án, về những con nào nó có tiềm năng phát triển trong tương lai hay không, khi mà mình so sánh những cái chỉ số TVL của nó cũng như là về market cap của nó ha. Đây, hoặc là chúng ta có thể vào đây Arbitrum đây. Đó, thì chúng ta sẽ thấy được là những cái con nào đang được xây dựng ở trên Arbitrum. Thì Arbitrum thì dạo gần đây cũng là một cái giao thức Layer 2 đang rất là hot trong thời điểm hiện tại ha. Đấy, vậy thì cái sự chia sẻ của mình ở trong video này đến đây là đã kết thúc rồi. Tại vì video cũng khá là dài rồi á, và mình cũng rất có nhiều thông tin muốn chia sẻ đến cho anh em. Thì đó là tổng quan những cái cập nhật của mình ở trong vài ngày qua muốn gửi đến cho anh em. Và mình cũng rất cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong video này. Và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye anh em.